chào các bạn mình đang đứng ngắm hoa dạy vương minh đây các bạn mời các bạn cùng ngắm hoa dạy vương minh với mình hoa dạy là một cái loài cây có hoa quanh năm nghe các bạn rất là đẹp luôn hiện tại mình có bốn màu nha màu đỏ màu cam màu trắng và cây ba màu và cái ba màu là trường đang màu hồng lần nữa đó các bạn đó. Rất là đẹp luôn Nhưng qua clip này mình chia sẻ với các bạn là Làm cách nào để cây hoa giấy của các bạn có hoa quanh năm Lửa này tàn vừa tan xuống là lửa kia chúng chìm đi lên rồi Rất là nhiều hoa luôn mình trồng cũng đã lâu rồi các bạn nhưng mà mấy năm đầu mình không biết thời gian đầu là mình không biết rồi mình cứ khi nào có hoa rồi có thôi mình cũng có bỏ phân nhưng mà khi nào mình dở thì mình mới bỏ còn mình quên thì thôi nhưng mà thời gian sau này là các bạn biết không? mình bỏ phân điều đặn cho hai hoặc ba tuần là mình đã bỏ phân rồi mình bỏ phân bông phân bông và phân bột rồi các bán thì cứ hai muỗng phân bông là phải có một muỗng phân cho cây nghe các bán phải có phân cây là để cho nó ăn nó có sức khỏe nên là mình ra hoa chứ không phải là bỏ ra hoa rồi con để cho nó không có lớn nội thì hoa nó ra hoa cũng không có to được đó. Thậm chị mình qua clip này là mình chia sẻ với các bạn là các bạn phải nhớ hai hoặc ba tuần là phải bỏ phân hoa ví dụ hai muỗng phân hoa thì phải có một muỗng phân cây phân mình thì mình hiện tại mình đang bỏ phân bột rồi các bạn thì phải bỏ như vậy để cây nó vừa có ăn sức khỏe để có cây lá rồi vừa có hoa nữa mới là đẹp đẹp lắm các bạn ơi lửa này vừa hết là lửa khác đã ra chúng chín rồi không không uh, không cần phải làm cách gì hết đấy. chỉ có là cách phấn thôi thôi mình chia sẻ về thôi mình dừng cả clip tại đây nha chào các bạn nha bye